Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm tin cuối ngày của Sun TV. Và chương trình ngày hôm nay, ngày 8 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây. 34 bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, 3 trường hợp có thể tử vong. Indonesia chơi xấu vì đẳng cấp kém xa tuyển Việt Nam. Xôn xao đoạn clip nghi vấn Phi Nhung đã thao túng, đứng sau giật dây mẹ con Hồ Văn Cường. Hacker Nhâm Hoàng Khang có thể lãnh án hình sự. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Sáng nay, Bộ Y tế đã cho biết có 34 bệnh nhân COVID-19 đang nguy kịch, trong đó có 23 người phải thở oxy xâm nhập và 9 người còn lại phải sử dụng phương pháp tiêm phổi nhân tạo. Sáng ngày 8 tháng 6, theo Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hiện cả nước có 113 bệnh nhân tiên lượng nặng, chiếm 2,2% tổng số người mắc COVID-19 trên cả nước. Trong đó có đến 82 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng rất nặng, 3 trường hợp có thể tử vong. Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, trong số 168 bệnh nhân COVID-19 nặng, 139 trường hợp phải dùng oxy gọng kính và 29 người sử dụng phương pháp thở máy không xâm nhập. Trước đó, tại buổi làm việc với Bệnh viện Dã chiến số 2 của Bắc Ninh tại Trung tâm Y tế Gia Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Hà Nội cho hay có 80% bệnh nhân COVID-19 diễn biến nhẹ. Do đó, việc chúng ta sớm lọc 20% người có diễn biến nặng và đưa ra phương pháp xử lý kịp thời sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hạn chế tình trạng nguy kịch ở các bệnh nhân COVID-19. Chiến thắng 4-0 trước Indonesia vào tối ngày hôm qua đã giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo giữ vững kỷ lục bất bại và tuyển Việt Nam vẫn đứng số 1 Đông Nam Á. Và giải thích về trận đấu ngày hôm qua thì nhiều người đã cho rằng Indonesia chơi xấu vì đẳng cấp thua xa Việt Nam. Tuyển Việt Nam không chỉ chứng minh đẳng cấp mà còn nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong cuộc đối đầu với đối thủ cùng khu vực lên con số 28. Trên cương vị huấn luyện viên của trưởng U22 và tuyển Việt Nam, ông Park đã cùng với tuyển Việt Nam thắng 23 trận, hòa 5 trận trước các đội Đông Nam Á, đạt tỷ lệ thắng lên tới 82%. Tuyển Việt Nam cũng là đội Đông Nam Á hiếm hoi đến lúc này đã giành chiến thắng ở vòng loại World Cup 2022 kể từ thời điểm giải đấu được nối lại. Nói về lối chơi của đội tuyển Indonesia, bình luận viên Quang Tùng chia sẻ rằng độ quyết liệt là yếu tố không thể thiếu trong bóng đá, nhưng với Indonesia phải dùng từ xấu xí để nói về loạt tình huống họ vào bóng ở hiệp 1. Nếu Tuấn Anh không kịp nhảy lên trong tình huống đó, không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Bình luận viên Kỳ Cựu cũng cho rằng đẳng cấp giữa tuyển Việt Nam và Indonesia trong 2 năm gần đây đã chênh lệch. Bóng đá Việt Nam thành công ổn định dưới thời của Park Hang-seo, trong khi đó thì Indonesia đã bất ổn, xáo trộn lực lượng, từ cầu thủ đến ban huấn luyện. Sở dĩ Indonesia chơi xấu vì đẳng cấp kém xa tuyển Việt Nam, nếu chọn cách chơi sòng phẳng thì không thể sánh với cầu thủ Việt Nam. Đây cũng là nguyên tắc cơ bản trong bóng đá, khi bạn yếu thế hơn phải tìm cách nào đó. Với Indonesia thì họ lựa chọn lối chơi áp sát, sẵn sàng quyết liệt với hy vọng làm chùm chân cầu thủ Việt Nam và câu giờ càng nhiều càng tốt. Xôn xao đoạn clip cho rằng Phi Nhung đã thao túng và đứng sau giật dây hai mẹ con Hồ Văn Cường. Nhiều người còn đồn đoán những thông tin ghê rợn về cuộc đời của Phi Nhung. Tuy nhiên, tất cả những chuyện này chỉ dừng lại ở mức là đồn đoán và nghi vấn. Trên các diễn đàn mạng xã hội, liên tiếp chia sẻ những đoạn video về cuộc họp mặt của Phi Nhung, Hồ Văn Cường và mẹ ruột của cậu bé. Nhiều người đã chỉ ra thái độ bất thường của nữ ca sĩ trong đoạn clip, chính là nhiều lần dùng tay bấu chặt vào người của Hồ Văn Cường và mẹ. Phi Nhung yêu cầu con trai nuôi hát tặng đấng sinh thành trong ngày của mẹ và yêu cầu bà phải hôn lại con trai, dù mẹ của Hồ Văn Cường khá ngại trước ống kính. Trong khoảnh khắc Phi Nhung cùng với Hồ Văn Cường hát hò, nhiều người đã phát hiện biểu cảm gương mặt của mẹ ruột khá buồn bã và cũng không được tự nhiên. Điều này càng có nhiều suy nghĩ rằng bà bị ép buộc phải ngồi vào vị trí đó. Chính vì những hành động khác lạ trong đoạn video của Phi Nhung mà cư dân mạng đã chỉ ra rằng đây là một vỏ bọc hoàn hảo của nữ ca sĩ trước cách đối xử hòa đồng và gắn kết với gia đình Hồ Văn Cường. Vừa qua thì khi mẹ gặp phải những ồn ào về đời tư, Hồ Văn Cường đã viết một tâm thư dài trên trang cá nhân để bênh vực mẹ. Tuy nhiên, nhiều người đã nghi ngờ không phải do chính tay của Cường viết mà đã được sắp xếp bởi ekip vì vốn dĩ em không giỏi giao tiếp. Vấn đề này lần nữa tạo nên những tranh cãi bởi vì không biết rằng Phi Nhung có phải là người đứng sau giật dây hay không. Suy cho cùng thì tất cả chỉ là những lời đồn đoán của cư dân mạng. Một đoạn clip chưa thể nói lên rằng Phi Nhung đã thao túng mọi người như thế nào, mọi việc vẫn đang chờ được làm rõ. Hacker khui vụ 14 tỷ tiền từ thiện của Hoài Linh có thể phải lãnh án hình sự. Và điều này đã làm cho nhiều fan hâm mộ của bà Phương Hằng bức xúc vì cho rằng kẻ ác vẫn nhẫn nhơ trong khi người khui ra sự thật phải lãnh án tù. Hacker Nhâm Hoàng Khang, người hack tài khoản Facebook của Hoài Linh và tiết lộ về vụ 14 tỷ từ thiện có thể phải đối diện với trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Chàng trai IT này cũng mới khẳng định việc gây hấn với Phi Nhung là có cơ sở, hiện đang thu thập thêm chứng cứ. Anh cho hay, tất cả các bạn fan của Phi Nhung nghe mình không bao giờ làm những chuyện vô lý hết.
vụ Phi Nhung mình vẫn tin là Phi Nhung có thiện tâm, nhưng do ở chung với cái ác quá lâu nên đã bị lợi dụng mà không biết. Về sự việc của Hoài Linh, cho đến nay vẫn có nhiều người chỉ trích và mỉa mai nam danh hài sau khi xảy ra những lùm xùm liên quan đến 14 tỷ từ thiện. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều người bênh vực và xót thương cho anh. Một vị luật sư đã chia sẻ: "Tôi thấy ớn lạnh, rùng mình và xót xa trước những từ ngữ kinh khủng mà người đời đã dành cho Hoài Linh, và ngay cả một vài người được xem là đồng nghiệp của Hoài Linh cũng có những lời lẽ thật đáng buồn. Nếu Hoài Linh vi phạm pháp luật thì vi phạm đến đâu pháp luật sẽ xử lý đến đó. Vậy chúng ta muốn gì thêm ở Hoài Linh? Là phải đi tù hay phải đến xin lỗi từng người?" Kết thúc quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm tin cuối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy like và subscribe kênh Shine TV để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!